Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Hình ảnh người con ân cần bón từng thìa cho cha già và thông điệp hãy chăm sóc cha mẹ khi còn có thể. Mới đây, hình ảnh người con trai ở tuổi trung niên ân cần bón cho cha già từng thìa bún được đăng tải trên mạng xã hội đã làm bao trái tim rung động, đồng thời cũng nhắc nhở mọi người về đạo làm con. Đại Kỷ Nguyên xin đăng tải lại bài chia sẻ trên trang Facebook những câu chuyện thú vị. Việc của bố mẹ là chỉ cần sống khỏe, vui vẻ thôi, còn mọi thứ cứ để con lo. Sáng đi ăn bát bún cá, gặp hình ảnh cảm động quá. Anh con trai đưa bố vào quán và gọi bát bún cá rô to, rồi chia ra một bát nhỏ và lấy thìa con xúc từng thìa đút cho bố, thủ thỉ: "Bún cá thấy bình đó bố." Bố mớm mém thưởng thức thìa bún con trai đưa cho, có vẻ rất thích thú. "Ngon con ạ." Anh con trai thêm thìa nữa và bảo: "Thế bố ăn hết bát này đấy nhé." Được mấy thìa, ông bố có vẻ mệt, thở gấp. Anh con trai vội vuốt ngực, vuốt lưng cho bố, nhẹ nhàng: "Cứ từ từ bố ạ." Thế rồi hai bố con thủ thỉ hết chuyện này đến chuyện kia. Thỉnh thoảng con trai lại hỏi bố: "Ngon không bố? Hơn quê mình ấy nhỉ?" Ông bố lại mốm mém trả lời: "Ngon." Cứ thế mà hết bát bún cá to. Cha mẹ có thể không có một cuộc sống đủ đầy, không quyền cao chức trọng, không tiền nong rủng rỉnh, nhưng chỉ cần có được một đứa con hiếu thảo thì đấy là một thành công lớn trong cuộc đời của họ rồi. Riêng trên trang Facebook này, bài viết đã nhanh chóng đạt 3.000 lượt bày tỏ cảm xúc, hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ. Tài khoản Trần Ái cảm động chia sẻ: "Bạn lại làm mình khóc rồi. Khóc vì cảm động, khóc vì tự trách mình, sao mãi bị cuốn theo vòng xoáy kim tiền mà quên đi hạnh phúc như vậy. Cảm ơn vì đã nhắc mình nha. Tấm gương đạo đức thực tế nhất trong hiện tại, cần chia sẻ rộng rãi để nhiều người noi theo." Nguyễn Trí bình luận. Facebook Lương Tuyến bày tỏ niềm tin thiện báo sẽ đến với người con hiếu thảo: "Ông thật có phúc, có người con hiếu nghĩa như vậy, thì ông không phải lo nghĩ gì khi ông khuất núi, mà tôi tin rằng ông sẽ thành danh trong mọi lĩnh vực." Còn độc giả Hòa Bùi bất giác nhớ đến bài thơ "Qua hàng trầu nhớ mẹ" của nhà thơ Nguyễn Thị Mai: "Gian hàng trầu vỏ quen một thuở, cao tươi vỏ thâm lá thơm cay. Đi chợ con bớt dăm đồng vặt, mua để mẹ ăn mỗi thường ngày. Quết trầu đỏ thắm làn môi mẹ, sau bữa cơm đèn trải chiếu hoa. Mẹ ngồi thong thả bên hè mát, hàng xóm sang chơi ấm cửa nhà. Nhưng rồi hình bóng về xa khuất, mẹ chẳng còn ăn những miếng trầu. Chiếc cơi trống vắng hơi đồng lạnh, con đặt tay vào ngón bút đau. Mẹ ơi, thơm cay một miếng trầu xưa, mà con phải bớt tiền mua vì nghèo. Bây giờ đã hết gieo neo, lại không con mẹ mà chịu khổ công. Từ ngày đưa mẹ ra đồng,
qua hàng trầu vỏ, con không dám nhìn. Chân thành cảm ơn tác giả Vũ Trọng Nghĩa đã ghi lại khoảnh khắc đầy xúc động và tường thuật lại câu chuyện ấm lòng này, để chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm và cảm nhận giá trị gia đình sâu lắng, nhắc nhở nhau về chữ hiếu, về đạo làm con, về những điều thật nhỏ bé và bình dị. Nhưng nếu chúng ta vô tình bỏ qua, thì một ngày kia, khi cha mẹ khuất núi, chúng ta sẽ chỉ có thể ngậm ngùi nuốt những giọt nước mắt ân hận, mặn đắng mà thôi.